Ngành du lịch của Cần Giờ đang xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới tăng tính trải nghiệm cho du khách, trong đó có đề án phát triển kinh tế ban đêm. Dịp nghỉ Tết này, nếu có chuyến du lịch đến Cần Giờ, du khách có thể qua đêm và trải nghiệm ngay những sản phẩm mới. Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, đảo Thạnh An. Những địa chỉ du lịch xanh đang ngày càng có sức hút đối với du khách trong và ngoài nước. Tết này, du khách có thể trải nghiệm một số sản phẩm du lịch khi chợ đêm mở cửa, như hoạt động trải nghiệm ẩm thực tại phố ẩm thực đêm xã Bình Khánh và chợ đêm Cần Thạnh. Dịp nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay, Cần Giờ được dự đoán vẫn sẽ tiếp tục thu hút đông một số lượng du khách đến tham quan khám phá. Không chỉ đi về trong ngày, nhu cầu ở lại qua đêm tại đây cũng ngày một tăng. Cần Giờ đang cần nhiều dịch vụ về đêm hơn để đáp ứng nhu cầu của du khách và gia tăng giá trị kinh tế cho địa phương. Nếu mà mình Cần Giờ có những cái đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí thì chắc chắn là khách sẽ lưu trú ở đây dài ngày hơn. Thay vì ví dụ chỉ lưu trú tại thứ bảy thôi thì có thể thứ sáu, thứ bảy và thậm chí là cả chủ nhật nữa. Xét từ nhiều góc độ và yếu tố, Cần Giờ có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế đêm, nhất là mảng dịch vụ du lịch. Huyện Cần Giờ và Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm. Tuy nhiên, để có thể đưa kinh tế đêm tại Cần Giờ thành công, thì cần có một sự tổng hợp nhiều nguồn lực bài bản, lâu dài. Sau cái tuyến mà 12 giờ đó thì là nếu như họ lưu trú được, họ ở lại được thêm qua đêm đó, thì là những cái phần du lịch mình có thể mình thu nhập được thêm. Vì vậy đó, khi mà giữ được cái người du khách, mà sau này đó cái tiềm năng của Cần Giờ rất là quan trọng, là tự nhiên một cái cửa biển, một cái cảng thị mà 5 năm hay 6 năm nữa đó thì là một cái khu tiếp đón rất là quan trọng cho những cái chuyến du hành lớn, mà mình nghĩ là Cần Giờ có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái mô hình đó. Thưa quý vị, từ đây đến Tết Nguyên Đán thì Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là một trong những điểm du lịch yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Và các tuyến du lịch hướng về môi trường vẫn là một trong những lựa chọn ưu tiên của du khách. Cần Giờ và Củ Chi cũng chính là một trong những địa điểm khai thác tốt nhất các tour tuyến hướng về môi trường như trên.